Rồi xin chào anh chị ha. Đây là giá hạt chớp Mỹ, những cái chậu hàng giống kỳ năm nhất đang bắt đầu lên mầm gốc năm 2. Hàng trồng thuần bằng vỏ thông và dến cộng, cho nên là cái gì mình sưu tầm về mình trồng rất là khỏe ha. Mình để về trồng luôn cũng được. Rồi cao trung bình thì tầm khoảng từ 20 tới kỳ năm nhất thì 20 tới 30 ha. Còn mầm gốc thì đang lên rất đẹp như này. Đây là em lựa những chậu rất là đẹp, lùm xum xuê về cho mọi người làm hàng tác phẩm mình chơi năm 2022 ha. Cây này dễ chăm, dễ trồng, dễ hoa, hoa vào mùa xuân, bông to, bông chớp rất là đẹp và đặc biệt là thơm rất là đậm nha. Trồng thành với chậu 14 nha anh chị. Rồi anh chị nào muốn sưu tầm về hạt chớp Mỹ thì liên hệ nha. Cảm ơn các anh chị đã xem video và ủng hộ ạ.